cha mẹ thì thân cho con, thì bây giờ xin qua làm cái lễ cung cô, lễ cung cô lại để giới thiệu ông bà hai bên để cho hai con nó để bưng chén rượu cho miếng trầu bởi và cho ông bà để chắc đầu thì nó cũng hơi sơ sót thôi, cái đó bỏ qua đi, bây giờ mà rượu thì có rượu và bốc rượu đi, rồi xin bà con chú để là bưng rượu làm mặn cho bà. Rồi con bưng cái đó, mời bên kia con, mời bên kia ai lớn. Thôi giờ trả lại đây đi. Rồi bốc rượu vô con, chú để. Chú để phụ kìa. Mới có là buộc lễ hôm nay thì mời hai ông đại diện là ông với tôi để ông có phòng rồi cốt nữa chú thúc thì tôi cũng đại diện bên nhà gái thì tôi cũng xin mời hai ông xui ra đây uống một muỗng rượu rồi tôi xin kia làm cái nữa thôi. Thôi bây giờ vậy nè, bữa nay là xin cho hai con nó được dỡ cái mâm trầu. Nào trước ta nó 3 ngày mới dỡ mâm trầu, bây giờ cũng thông cảm. Bởi vì nói chung nó tam nhập. Cái gì cô dâu không là làm quà niệm gì cho cô dâu là đây bây giờ có bà là cha mẹ với bên anh chị gì đó có cho cô dâu ở cho chị mình ha là... cô dâu ơi, ôm nội hôn cái nội miếng đi cô dâu ơi, nội hôn miếng rồi đây là bây giờ là em của cô dâu cũng tặng cho chị một chiếc nhẫn, hất tóc lên đi chị ơi, rồi qua mặt ra đây miếng nè, rồi à tiếp tục lên chú dâu này chị ơi, nhìn lên nè, ngước lên miếng nè, nhìn thấy nè, rồi bên này là cậu tư bên cô dâu, cậu tư cho nhiều chút ơi. Cậu ơi, à, chú ơi quay nhìn lên cô dâu ơi, cô dâu à, cho lại con phải không, cho lại con chưa phải đâu. Con mua ô tô chạy không? Con mua ô tô rồi nói. Bữa nay là tiền nạp tài bữa nay cũng rất hơi vui, là bên họ nhà ta là ông Xuân đây cho.
đưa dâu về bên nhà trai. Bây giờ là giữ thỉnh họ luôn. Thì bây giờ bên họ nhà trai là thôi giờ xin phép hai ông đại diện uống miếng rượu nữa. Cười tươi, cô dâu má đỏ trông thật xinh đôi.
đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tớ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng của em. Gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ. Thì theo sự thống nhất của đồng tình thi để làm lễ cầu hôn cho hai cháu, nơi thỉnh họ là trai và gái gửi đến đây để ông bà mất đạo bà và trình ra tại về mình từ lúc nếu bây giờ mình cho các cháu biết bây giờ cũng không còn được để cái gì nữa để mới có thời gian đó nó đã rồi 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 để trên chế hết đi, nghĩa là ông bà chứng giám cho hai cháu được nghỉ rồi để đầu cho nó được trăm năm hạnh phúc đến trăm năm sức khỏe và tốt quá rồi. Thôi bây giờ hai bên cũng biết không có cái chiếc chung được đâu, cũng có gì. Thôi giờ tôi cũng xin nhắc nhở nội nhà trai bây giờ cũng còn qua cái lễ nữa chứ, cái lễ là nội nhà trai có tặng gì cho cô bên không cái đó thì rất nhiều bên thân thân anh chị gì đó. Bây giờ giới thiệu bên đó đi. Bây giờ bên đây ai bên đây biết là giới thiệu cho cháu dâu con dâu gì đó cho cháu dâu nó biết rồi bên quý tộc họ nhà trai từ đâu biết sao nữa à, bây giờ anh biết anh biết rồi giờ chú bảy chú cũng nó nói lại không nói quá rồi bây giờ tôi cũng xin giới thiệu bên họ nhà gái bây giờ tôi là bác của tôi nó rồi đây là cô. Ở đây là ông già và già đó. Bây giờ đến cái bụng cuối này bây giờ cũng xin bà cháu gì không bây giờ năm cho hai cháu ai cho bà chiếc lon chiếc chị Nam ơi nhìn lên đi chị Nam ơi đó. Cái đứa nhà dưới đây có nào biết không? Cái mấy chị nó coi. Nó nói rồi.
Và nhìn lên nè, nhìn lên đây nè đó. Rồi nhìn lên miếng chị ơi. Có mặt ở đây miếng chị ơi. La 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 la
trong mơ.